Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Lenovo Tencent Slam trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, sau khi liên lạc với ba cường quốc trên thế giới, Valgrind gần như nhận được sự chấp nhận làm đồng minh của họ. Vấn đề còn lại là một cuộc hội đàm để đưa ra những phương án chiến đấu tối ưu. Qua chuyện lần này, sự yếu kém của Bộ Ngoại giao Đế quốc đã khiến Valgrind phải suy nghĩ. Khi đang ngồi cạnh thiết bị liên lạc trong phòng ngoại giao để xem xét về nhân sự, thì bất chợt một người đàn ông tiến lại gần Valgrind. Anh ta tên là Yamamoto Kanji, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao. Sau khi đánh hơi được sự bá đạo của người phụ nữ này, Yamamoto tiếp cận để xu nịnh. Trước tiên anh ta mời Valgrind dùng trà và tâng bốc bằng những lời nói ngọt ngào. Khi thấy đối phương hài lòng thì Yamamoto lấy ra một viên kẹo sô-cô-la. Nó được xem là cực phẩm trong thời chiến. Yamamoto đã tận dụng quyền lực và tiền bạc để có được. Giờ anh ta mời Valgrind chơi. Yamamoto phải không? Ta sẽ nhớ cái tên này. Valgrind hài lòng về sự tinh tế của Yamamoto. Đó là điều rất hiếm khi xảy ra với người khác ngoại trừ Rutora. Điểm yếu của ba dòng chính là hối lộ. Nhưng phải hối lộ khôn khéo, vì dùng tiền với cô là vô nghĩa. Sau đó Valgrind đến gặp hoàng đế và thông báo về cuộc họp năm cường quốc, đồng thời nói sẽ tiến hành bất cứ lúc nào Rutora rảnh. Khỏi phải bàn về mức độ bất ngờ của Akira. Ông càng lúc càng hiểu rõ người phụ nữ này có thể làm tất cả mọi thứ dù điều đó là không thể. Ông cũng bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn Valgrind từ tận đáy lòng. Đáp lại nó, Valgrind mỉm cười hạnh phúc. Chỉ cần Rutora vui thì cô sẽ vui. Rời khỏi chỗ Akira, Valgrind đến phòng ngoại giao để yêu cầu họ chuẩn bị một căn phòng cho cuộc họp ngày mai. Cô cũng không quên dành lời khen ngợi cho sự chăm chỉ của Yamamoto. Vâng, thanh niên này là người có năng lực, nhưng rõ ràng nó được Valgrind công nhận là nhờ vào viên kẹo sô-cô-la đắt tiền đó. Ngày hôm sau, trong căn phòng được Yamamoto chuẩn bị riêng, Valgrind bắt đầu liên lạc để đón tiếp các lãnh đạo quốc gia đến đế quốc. Người đầu tiên là Tổng thống Chocho của Hợp chủng quốc Achalia. Sau vài câu xã giao, Valgrind mở ra một cánh cổng không gian để đưa ông ấy đến trước mặt mình. Gặp lại cố nhân, Valgrind rất vui và say sưa hàn huyên chuyện quá khứ với Chocho. Nói chuyện được một lúc, cô nhận ra ông ấy đang lo lắng về điều gì đó. Hóa ra vài ngày trước, một đám yêu ma đã tấn công Hợp chủng quốc Achalia. Đây chỉ là dấu hiệu mang tính răn đe, bởi sau đó tư lệnh của chúng là David Regan đã gửi một bức thư yêu cầu Chocho đầu hàng. Nếu đồng ý thì yêu ma tộc sẽ không chiếm cơ thể các quan chức chính phủ. Nhưng nếu từ chối thì chúng sẽ tổng tấn công để tiêu diệt thủ đô của Achalia. Mục tiêu của yêu ma tộc không phải tiêu diệt nhân loại mà là thống trị và xây dựng một thiên đường cho mình. Vì thế chúng muốn giữ lại dàn quan chức để tránh rối loạn lòng dân. Với những điều đó, Valgrind hiểu rằng các cường quốc khác cũng không tốt hơn là mấy. Họ hẳn đã bị đe dọa và thuyết phục đầu hàng rồi. Có vẻ đế quốc vẫn là quốc gia bình yên nhất vào thời điểm này. Không liên quan lắm đến đại cục thế giới. Nhưng lý do khiến Chocho u sầu là vì người đưa thư đầu hàng đến là Emily, con trai của ông. Đồng nghĩa rằng cậu ta đã bị chiếm hữu. Không sao đâu Chocho, cứ bình tĩnh đi. Ta đã nói gì nào? Lời nói đầy uy nghiêm cùng nụ cười đẹp mê hồn của Valgrind đã xoa dịu phần nào lo lắng của Chocho. Sau đó Valgrind hứa sẽ đưa con trai của ông ấy trở về an toàn và phổ biến cho ông về buổi họp chiều nay. Xong xuôi mọi việc, Chocho cùng các bộ trưởng của mình được đưa đến phòng của họ. Qua cuộc gặp mặt với nữ thần, họ đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tiếp theo, Valgrind cũng mở cổng không gian để đưa Đức Vua cùng dàn lãnh đạo của Thánh quốc Asia đến. Trái ngược với sự e dè của những người đi cùng, Đức Vua Asia, một thanh niên ngoài 20 với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lại có vẻ ngông cuồng. Vậy cô là Valgrind, ta là Trang, Đức Vua của Asia. Cô đã tự xưng mình là Candida, nữ thần ban phước lành cho Đức Vua Shin, tổ tiên của ta đúng không? Có chút bất ngờ với từ Candida, Valgrind hiểu rằng tên thật của mình không được lưu trữ trong hồ sơ của Asia. Đó là lý do vì sao Trang và những người khác không biết về Valgrind. Bất chấp việc toàn bộ người trong phòng công nhận Valgrind là nữ thần và phong thái uy nghiêm của cô, Trang vẫn thô lỗ nghi ngờ rằng đây là nữ thần giả mạo. Điều đó ngay lập tức khiến các thất khí còn lại trong đoàn như muốn khóc thét. Còn những người trong phòng thì câm nín vì sự ngu muội của tên này. Rõ ràng Valgrind biết những bí mật tận 4.000 năm trước, từ thời tổ tiên của họ còn ăn lông ở lỗ. Rồi cô cũng vừa mới mở ra một cánh cổng không gian ngay trước mắt Trang. Điều không người thường nào có thể làm được. Vậy mà ông vua nhà mình vẫn nghi ngờ là sao? Đứng bên cạnh lắng nghe những lời cáo buộc của Trang, thanh niên Sokola Yamamoto cũng không thể tin nổi trên đời lại có người ngu xuẩn như thế. Viễn cảnh tồi tệ đang được vẽ ra, Yamamoto nhanh trí cử người đi gọi hoàng đế Akira. Chỉ có ông mới có thể ngăn cản được cơn cuồng phong sắp tới. Sao nào, cô không nói nên lời hả? Một kẻ lừa đảo như cô làm sao biết được mức độ tỉnh táo vi diệu của ta chứ? Giang nói điều đó với vẻ tự hào. Valgrind liếc nhìn thanh kiếm thần thoại ở thắt lưng cậu ta. À thì ra đúng như lời hắn nói sau đó, tên này cũng là một trong thất khí của Asia. Bình thường thì bản nhiệt sẽ khen một cái cho mấy đứa ngu như thế này chết mà chưa nói được nửa câu. Nhưng hôm nay cô im lặng vì đang quá bất ngờ. Truyền nhân của Shin, một người Valgrind hết sức ưu ái lại là kẻ như thế này sao? Cô nhớ rằng trước đó mình đã liên lạc với Thánh quốc Asia và gặp được Bright, thủ lĩnh của thất khí. Sau đó anh ta cũng nhanh chóng nhận ra nữ thần đã trở lại nên đã chuyển lời cho đức vua của mình. Tiếp theo Yang có gọi lại để trò chuyện rõ ràng hơn với Valgrind nhưng cô không nghe máy vì đang bận gì đó.
Kết quả là cậu ta đã nghi ngờ thân phận của cô. Đó cũng là điều tất yếu với một đức vua đa nghi, nhưng rõ ràng tên này quá thiếu nhận thức. Dù vậy, Verin không trách phạt mà chỉ cười khúc khích khi nói rằng cậu ta quá ngốc. Kết quả là Giang tóc vàng bắt đầu nổi điên vì bị chế nhạo, sau đó yêu cầu Verin tạo ra thánh khí để chứng minh thân phận. Thật là rắc rối, bà Nhật dần mất bình tĩnh vì tên kia vẫn chưa biết độ ngu của mình. Hừm, ta không muốn bàn về điều đó. Vấn đề là cô đã nói những thứ không thể làm và phải bị trừng phạt. Sao, ta sẽ không giết cô. Có vẻ như cô khá giỏi nên sẽ được giữ lại để làm thuộc hạ. Càng lúc Giang càng tỏ ra tin tưởng vào những nghi ngờ của mình. Mọi người trong phòng thì thở dồn dập nhìn Vergreen và cầu nguyện cô đừng nổi giận. Sau đó trước sự ngỡ ngàng của tất cả, Vergreen cô động ma tố để tạo ra thanh long đao. Giang bắt đầu nhận ra sai lầm. Cậu ta kiêu ngạo nhưng không phải bất tài. Chỉ là Giang đang cố gắng thể hiện uy nghiêm của Thánh quốc Asha trước mặt những cường quốc khác. Ai ngờ chuyện lại đi xa như vậy. Dường như dù đã 4.000 năm nhưng vì Giang là một trong những hậu duệ của Rutra nên Vergreen yếu lòng không nỡ xuống tay. Thế nhưng một lần nữa, Giang không hiểu được sự may mắn của mình và suy nghĩ rằng đã là nữ thần hàng Ryu thì thật xứng đáng làm vợ của anh ta. Vậy nữ thần Vergreen, nàng đã vượt qua không thời gian để gặp gỡ và yêu ta phải không? Rất tốt, ta sẽ đền đáp nó bằng cách cưới nàng làm vợ. Nghe vậy, Vergreen trở nên bối rối, thừa nước lẫn tối. Giang tiếp tục khuyên cô đừng xấu hổ. Khi hết chiến tranh, cậu ta sẽ cưới cô thôi. Sau đó cả hai sẽ xây dựng gia đình và sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Chúng sẽ giúp Archa ngày càng thịnh vượng. Cứng miệng không thể nói được lời nào, Vergreen dần mất bình tĩnh với mức độ ảo tưởng của tên này. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị xúc phạm như vậy, nhưng lại im lặng và trưng ra một biểu cảm hoàn toàn trống rỗng. Mọi người trong phòng cũng nhễ nhại mồ hôi nhau nhau khuyên nhủ Giang nên tỉnh táo lại. Họ hiểu rằng nếu cô ấy phẫn nộ, đừng nói Giang mà cả Asia cũng có thể tiêu tan. Nàng nghĩ sao về đề xuất tuyệt vời đó? Hiện giờ dù nàng có dành cả đời cũng không được một người đàn ông già nuôi yêu nhiều, còn ta sẽ dành mỗi đêm cho nàng. What the hell? Mọi người trong phòng há hốc mồm và đông cứng lại. Vergreen không thể kìm nén cơn phẫn nộ được nữa. Luồng năng lượng tỏa ra khiến Giang sợ hãi. Một lần nữa anh ta nhận ra sai lầm của mình và tưởng tượng đến cảnh những quốc gia trong quá khứ từng bị Vergreen hủy diệt. Người phụ nữ này quá đáng sợ, giờ phải làm sao đây? Đúng lúc hoang mang tột độ thì Yamamoto lên tiếng và cứu Giang một mạng. Đồ ngốc, ngài đã xúc phạm hoàng đế của chúng tôi. Điều đó có thể dẫn tới chiến tranh tàn khốc. Hãy xem cách chúng tôi xử lý nó. Nghe thì có vẻ Yamamoto đang phẫn nộ nhưng lại cố tình xoa dịu tình hình bằng cách dùng cơn giận của mình khiến Vergreen bất giận. Thường thì trong phòng khi hai người cùng phẫn nộ thì một người sẽ có xu hướng dịu đi. Một pha xử lý cực kỳ nhanh trí và nó đã thành công khi Vergreen hét lên rằng không cần trừng phạt. Đúng lúc này thì hoàng đế Sakura xuất hiện và giải cứu Giang bằng những lời nói xoa dịu Vergreen. Cô cũng bình tĩnh lại, sau đó cho phép Giang cùng đoàn tùy tùng của mình về phòng. Từ ngày hôm đó, rất nhiều người Nhật Bản đang cư trú ở Asia đã lấy họ là Yamamoto. Đồng thời tên của anh ta cũng được liệt trong danh sách giáo khoa những người đã cứu Asia khỏi khủng hoảng bằng cách khuyên nhủ vua Giang quay xe. Còn Yamamoto thì không hề biết mình đã nổi tiếng như thế nào. Sau khi tình hình ổn định, hoàng đế Akira trở về phòng uống thuốc đau dạ dày. Vergreen thì tiếp tục công việc của mình, vị khách cuối cùng là những người đến từ Trung Quốc. Với tâm trạng mới được xoa dịu, Vergreen lấy lại phong thái uy nghiêm trước mặt Tổng thống Trung Quốc. Tên tôi là Wang Loren, cô có phải Ryo Dono không? Đúng là tôi đây. Hừm, trông có vẻ giống con người, nhưng đừng lừa chúng tôi. Wang thay đổi hoàn toàn thái độ trên khuôn mặt, sự thù địch cũng hiện rõ trong lời nói. Ông ta cho rằng Vergreen là yêu ma giả dạng. Nghe như vậy bà rồng tự nhủ, nữa hả? Tuy nhiên cô vẫn quyết định giữ im lặng. Sau đó nghe theo lệnh của Wang, các chiến binh Trung Quốc bắt đầu lao lên bao vây Vergreen. Đây đều là những võ sĩ của Long Thủ, một trường phái do võ sư tên là Long dưới sự hỗ trợ của Vergreen sáng tạo ra. Cũng vì thế các võ sĩ rất phẫn nộ khi cho rằng Vergreen dám giả dạng làm nữ thần. Trước khung cảnh căng thẳng trong phòng, các bộ trưởng đế quốc cũng im lặng không nói gì. Họ hiểu rằng mấy khứa này chỉ có ăn đập mới tỉnh ngộ ra, chán chả thèm nói nữa. Vergreen thì nhìn đám võ sư với ánh mắt trìu mến như thể sư phụ nhìn đệ tử thân yêu của mình. Tất cả cùng lên một lúc đi. Ngay khi Vergreen dứt lời thì đám võ sĩ định lao lên. Đúng lúc đó thì một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đứng ra ngăn cản và muốn thách đấu Vergreen. Cô ta là Long Thủ Chinhua, người mạnh nhất trên thế giới này với EP khoảng 100.000. Trận chiến của hai người diễn ra chóng vánh. Chinhua dồn dập tấn công rồi bị hạ gục triệt để. Từ đó cô hiểu rằng Vergreen đích thị là nữ thần trong truyền thuyết của họ. Bà Nhiệt thì rất vui vì các truyền nhân của Long lại ưu tú và xuất sắc như vậy. Không nghi ngờ gì khi Chinhua mạnh hơn Gensei và Kondo. Điều đó khiến Vergreen thoải mái và sẵn sàng ban cho họ 1-2 món trang bị thần thoại. Mọi rắc rối cũng được giải quyết. Năm lãnh đạo bắt đầu bước vào cuộc họp. Lúc này chúng ta được biết trong suốt những ngày qua, đám yêu ma đã sử dụng nhiều cách để khiến năm cường quốc chiến tranh với nhau. Ở Trung Quốc, chúng đã bắt con cái các lãnh đạo, sau đó gây áp lực buộc họ phải xâm lược hợp chủng quốc Australia. Cùng thời điểm đó thì hoàng đế của Rotiam, Magellan bị xúi dục xâm lược Trung Quốc, trong khi Giang thì bị dắt mũi để xâm lược Rotiam. Cứ thế các lãnh đạo ngồi thổ lộ, xin lỗi và thấu hiểu cho nhau. Họ không muốn chiến tranh nhưng không thể không chiến tranh. Sau cùng mọi người cùng thống nhất kế hoạch tác chiến. Vẫn như suy nghĩ ban đầu, Vergreen sẽ hỗ trợ cuộc chiến này một chút,
Mọi việc phụ thuộc vào tinh thần chiến đấu và đoàn kết của loài người. Nếu họ không làm vậy thì bà rồng sẵn sàng mang theo Akira và Chocho di cư sang một thế giới khác. Nhưng nhìn chung các quốc gia đều đồng lòng hợp tác. Họ cũng hiểu rằng dùng số lượng áp đảo yêu ma tộc là vô nghĩa. Vì vậy mỗi quốc gia đã cử những chiến binh tinh nhuệ nhất của mình để làm nòng cốt cho chiến dịch. Mục đích cuối cùng là quét sạch yêu ma tộc và đóng cánh cổng minh giới. Bên phía Hợp Trung Quốc Achalia, Chocho tiến cử Billy, người đứng đầu cơ quan mật vụ. Anh ta là chuyên gia chiến đấu với khẩu súng mạnh mẽ của mình. Đế quốc có Gensei, Minamoto, Trung Quốc có Shinhua, Asia có 6/7 thất thánh khí. Vagrin cũng nâng cấp thanh kiếm của Minamoto và khẩu súng của Billy lên cấp độ thần thoại. Đó là hỗ trợ cực lớn bởi nếu hoàn toàn khai thác được chúng, EP của người đó sẽ tăng thêm khoảng 1 triệu. Chúng ta từng thấy ở thế giới Slam trang bị thần thoại bá đạo như thế nào rồi. Tuy nhiên ngoại trừ Shinhua thì những người ở thế giới này chưa đủ tầm để khai thác hết tiềm năng của chúng. Vagrin đánh giá Pride, thủ lĩnh của nhóm thất thánh khí chỉ khai thác được tới 3% sức mạnh trang bị của mình, số còn lại thì 1-2%. Nhìn chung có còn hơn không? Sau khi bàn bạc chiến thuật cụ thể và chuẩn bị đầy đủ, cuộc phản công yêu ma tộc bắt đầu. Cùng thời điểm đó thì đám yêu ma tộc đã nhận ra việc lãnh đạo 4 cường quốc biến mất không chút dấu vết. Masahiko nghi ngờ nhân loại đang chuẩn bị phản công và chú ý đến đế quốc. Lý do khiến nơi này vẫn yên bình đến thời điểm hiện tại là vì phòng tuyến của họ quá kiên cố và không thể nào đột nhập được. Vì vậy Masahiko ra lệnh cho toàn bộ chỉ huy trở về Atlantis, mục đích là họp bàn chiến thuật. Khác với những tên chỉ huy kiêu ngạo khác, Masahiko là một người thận trọng và khôn ngoan. Hắn hiểu rằng quân đoàn của mình rất mạnh và bất khả chiến bại nhưng vẫn cần đề phòng. Việc đám lãnh đạo biến mất thực sự rất đáng chú ý. Khi đang suy nghĩ miên man thì bất chợt Masahiko tự hỏi về sự tồn tại của bản thân mình. Hắn là yêu ma, chủng tộc đột biến từ các thiên sứ, những kẻ được tạo ra với mục tiêu duy nhất là tuân lệnh của các Seraphim. Sau khi đột biến, chúng đã có bản ngã riêng nhưng nó rất mỏng manh, vì thế việc chiếm hữu cơ thể con người cũng là một vấn đề. Với cách này, họ có được nhiều lợi thế như tồn tại được ở thế giới vật chất, có thể tăng cường khả năng phát triển và có được ký ức chọn lọc của cơ thể mình chiếm hữu. Ví dụ như địa vị, công việc, sức mạnh, các mối quan hệ, chỉ riêng các cuộc trò chuyện thì mất quá nhiều thời gian để nắm bắt nên thường sẽ bị loại bỏ. Đó cũng chính là lý do vì sao kẻ chiếm thân xác của Emai, con trai của Chocho không thể nhớ ra Vagrin là ai. Trong ký ức của hắn chỉ xuất hiện mỗi từ Green Nechan và đó cũng là bước lùi lớn của yêu ma tộc trong cuộc chiến lần này. Bởi nếu biết về sự hiện diện của Vagrin, chắc chắn chúng sẽ thay đổi toàn bộ chiến dịch. Nói về vấn đề chiếm cơ thể, trái ngược với ý chí mỏng manh của yêu ma tộc thì con người có ý chí tự do và rất mạnh mẽ, thế nên việc chiếm hữu họ có thể dẫn đến phản phệ. Thực tế dù là chỉ huy tối cao thứ hai trong quân đoàn của Konu, nhưng ngay lúc này bên trong cơ thể Masahiko đang xuất hiện sự giằng co không ngừng nghỉ giữa ý chí của yêu ma và của chủ cơ thể. Điều đó dần khiến hắn ta có những dấu hiệu bị lũng đoạn tâm trí và bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của mình. Hắn cũng nghĩ đến việc phá hủy cánh cổng minh phủ và xóa bỏ sự thống trị của yêu ma tộc. Sau đó hắn và Pulcinella sẽ thống trị thế giới này. Khi đang suy nghĩ miên man thì những chỉ huy khác đã sử dụng dịch chuyển về căn cứ và xuất hiện trước mặt Masahiko. Bàn bạc với nhau về kế hoạch sắp tới nhưng trong lòng Masahiko cứ cảm thấy bất an. Sau đó hắn yêu cầu tất cả chỉ huy sử dụng ký ức của chúng để tìm hiểu xem có vị chủ tịch nào giấu nghề đang ở ẩn trên thế giới này không. Li Jinlong, kẻ có xuất xứ từ Trung Quốc nói rằng chỉ có Shinhua là mối đe dọa. Cô ta đã thừa hưởng một môn võ không ai trên thế giới này biết đến, nhờ vậy mà rất mạnh mẽ. Điều này khiến Masahiko tò mò về nguồn gốc của môn võ đó. Li Jinlong giải thích rằng nó được tạo ra nhờ sự hỗ trợ của một người phụ nữ tên là Ryo. Nhưng đây chỉ là tiểu sử truyền miệng và không có bằng chứng xác thực. Nó ngay lập tức khiến Masahiko có dự cảm xấu. Lúc này Delia, một trong thất thánh khí của Asia nói rằng đất nước cô cũng có một nữ thần tên là Karina. Karina có nghĩa là màu đỏ thẫm. Bằng kiến thức của mình, Masahiko liên tưởng nó đến trước Nhật Long Vagrin, người vẫn thường tự gọi như vậy. Nhưng chẳng phải Vagrin đang ở thế giới cùng ngài Philway và không bao giờ rời xa hoàng đế Rutra hay sao? Cô ta không thể nào xuất hiện ở đây được. Lúc này Delia tiếp tục đưa ra trang bị thần thoại của mình và nói rằng nó là sản phẩm của nữ thần. Nhìn thấy nó, Masahiko hiểu rằng rất có thể Vagrin đang ở thế giới này. Ngay lúc mọi việc có vẻ sáng tỏ thì sự kiện bất ngờ xảy ra khiến đám yêu ma tộc không thể quay đầu được nữa. Và video cũng xin được kết thúc ở đây. Cùng theo dõi nốt diễn biến về nó trong video sau nhé anh em. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.